tin Thiên Chúa duy nhất hay Thiên Chúa thứ nhất? Ở núi Horeb trên đường về đất hứa, Môsê đã triệu tập toàn thể Israel và nói với họ: anh em phải biết và để tâm niệm điều này, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Vì Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta đã lập một giao ước với chúng ta tại núi Horeb. Đức Chúa đã lập giao ước này không phải với cha ông chúng ta, mà là với chúng ta, những người hôm nay đang ở đây, tất cả còn đang sống. Đức Chúa đã phán với anh em mặt đối mặt trên núi, từ trong đám lửa. Còn tôi thời ấy, tôi đứng giữa Đức Chúa và anh em để thông báo cho anh em lời của Đức Chúa, vì anh em thấy lửa thì sợ và không lên núi. Người phán: ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Và lịch sử cứu độ đã làm chứng, Thiên Chúa giữ đúng lời Ngài đã giao ước với Israel dân Ngài, dòng dã suốt lịch sử của họ. Nên bất cứ ở đâu và thời đại nào, hễ họ bỏ Đức Chúa, khinh khi Đức Thánh của Israel mà quay lưng đi, hễ họ chạy theo các thần dân ngoài, thờ ngẫu tượng, hễ họ không còn tin vào Ngài là Thiên Chúa duy nhất, nhưng đặt Ngài bên cạnh các thần khác, thì ngay lập tức Thiên Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với dân người. Người đã giơ tay phạt chúng, người đánh chúng, khiến núi non chấn động, và thay chúng như rác rưởi giữa phố phường. Dẫu thế, người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, và tay người vẫn còn giơ lên. Ngôn sư Hô-sê còn tuyên sấm một cách khủng khiếp và rùng rợn hơn về cơn giận của Thiên Chúa: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, từ khi ngươi còn ở đất Ai Cập. Ngoài ta ra, ngươi không được biết thần nào khác, chẳng có vị cứu tinh nào khác ngoại trừ ta. Chính ta đã biết ngươi khi ngươi còn ở trong sa mạc, trong vùng đất cằn cỗi khô khan. Vừa khi ra khỏi đồng cỏ, chúng liền được ăn uống thỏa thuê. Nhưng khi thỏa thuê rồi, chúng đâm ra tự cao tự đại. Chính vì thế mà chúng đã quên ta, nên đối với chúng ta khác nào sư tử, tựa con báo. Ta rình rập bên đường, như gấu mất con ta chồm lên chúng. Ta xé chúng cho nát tan lồng ngực, ta ăn thịt chúng tại chỗ như sư tử cái. Chúng sẽ bị mãnh thú ngoài đồng phanh thây. Và tất cả các ngôn sứ trong cựu ước chung lời cảnh báo nhắc nhở Israel: hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người: xin thứ tha mọi gian ác. Chúng con sẽ không cầu cứu với Asua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Bởi làm sao gọi là thần những pho tượng bằng vàng bạc hay bằng gỗ? Chúng không cứu được ai khỏi chết, không giải thoát được người yếu thế khỏi tay kẻ có quyền, không làm cho người mù được thấy, chẳng cứu được ai khỏi cảnh khốn quẫn, không cảm thương kẻ quá bùa, chẳng thi ân cho trẻ mồ côi. Những khúc gỗ bọc vàng bạc ấy cũng giống như những phiến đá đẽo từ núi ra vậy. Những kẻ làm tôi chúng sẽ phải xấu hổ thẹn thùng. Thế thì làm sao có thể nghĩ hoặc nói rằng chúng là thần được? Những người chế tạo ra chúng là các nghệ nhân và thợ kim hoàn, nên họ muốn chúng ra thế nào thì chúng chỉ là thế thôi. Những kẻ chế tạo ra chúng chẳng còn sống được lâu, thì làm sao sản phẩm của họ lại là thần được? Đức Giê-xu trong Tân Ước
đã chứng thực những gì cựu ước tuyên xưng Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Và duy nhất Thiên Chúa là đấng tốt lành, duy nhất một mình Ngài là đấng chúng ta phải yêu mến hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Ngài là đấng tạo dựng, vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Ngài làm chủ lịch sử, là ông chủ của mùa màng nhân loại, là Thiên Chúa cứu độ, là tình yêu, là đường, sự thật và sự sống, nơi ẩn náu an toàn của mọi người, và thành trì núi đá vững chắc chở che người yếu đuối lâm nguy. Ngài còn là mục tử nhân lành, sẵn sàng hiến mạng sống cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào, là cha giàu lòng thương xót bao dung, là sự sống lại và là sự sống, là gia nghiệp phần thưởng đời đời cho những ai tín thác nơi Ngài. Như thế, đức tin của người môn đệ Đức Giêsu là tin vào một Thiên Chúa duy nhất, mà không tin vào một Thiên Chúa thứ nhất bên cạnh nhiều Thiên Chúa có số má khác. Bởi dù có đặt Thiên Chúa đứng đầu bảng, vào hạng nhất, chỗ thứ nhất, cao nhất, mạnh nhất, lớn nhất, thánh thiện nhất so với các Thiên Chúa khác, thì Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ cũng không là Đức Chúa, Thiên Chúa duy nhất của Israel, đã được mặc khải trong cựu ước qua các ngôn sứ, và được chính Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, loan báo và làm chứng trong Tân Ước. Dân Israel xưa cũng vì không yêu mến tôn thờ Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất, mà trở nên bất trung phản bội, để rồi bị Thiên Chúa trừng phạt nặng nề. Bởi khi hòa đồng Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất với các thần dân ngoại, tức các Thiên Chúa khác, họ không còn thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Bởi khi đồng hóa Thiên Chúa duy nhất với các thần khác, họ không còn chân nhận Thiên Chúa là lẽ sống duy nhất của đời mình. Bởi khi kéo Thiên Chúa duy nhất xuống hàng các ngẫu thần, họ không còn tin Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất của họ. Bởi khi liệt kê Thiên Chúa vào danh sách các Thiên Chúa, họ đã ngang nhiên phủ nhận quyền năng và vinh quang tuyệt đối của Thiên Chúa. Quả thực, lịch sử Israel dân Thiên Chúa cũng là lịch sử của giáo hội Đức Giêsu. Ở đó, Thiên Chúa duy nhất có lúc bị biến thành Thiên Chúa thứ nhất, nghĩa là đứng đầu bảng các Thiên Chúa. Vì đứng chung bảng với các mẫu thần, nên Thiên Chúa không tránh khỏi những lúc bị chúng ta từ chối coi thường, nguyền rủa. Đó là những lần chúng ta từ chối tin tưởng tuyệt đối ở Ngài và đi vái tứ phương, sẵn sàng xì sụp bái lạy các thần thánh khác khi gặp khó khăn thử thách. Những lần chúng ta coi thường tình yêu quan phòng của người cha Thiên Chúa khi chạy theo những giáo thuyết sai lạc làm mê hoặc mù quáng lương tri. Cả những lần giận dỗi nguyền rủa Thiên Chúa vì điều mình xin không được toại nguyện, nên tìm biết hạnh phúc tương lai ở mê tín dị đoan, cầu cơ, gieo quẻ bói toán, chọn tháng xem ngày, là việc làm phủ nhận niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất toàn năng, đấng nắm giữ vận mạng của mọi người. Ước gì trong những ngày chuẩn bị tâm hồn mừng đón Thiên Chúa xuống thế làm người, chúng ta khiêm tốn và bình tâm hỏi lại lòng mình, để biết mình đang tin một Thiên Chúa duy nhất là cha toàn năng, giàu lòng thương xót, hay chỉ tin một Thiên Chúa thứ nhất trong danh sách gồm nhiều Thiên Chúa khác. Một Thiên Chúa tuy có nổi trội và đứng thứ nhất so với nhiều Thiên Chúa khác, nhưng vẫn phải đứng chung hàng với tất cả các Thiên Chúa thần thánh, là những ngẫu tượng lớn bé, dài ngắn, gầy béo, do con người vẽ vời đúc tạc theo hình ảnh và tham vọng của chính con người. Như các thánh tông đồ năm xưa đã thưa với Đức Giêsu, lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con. Chúng ta cũng xin Chúa chỉnh sửa con đường và lối sống đức tin của chúng ta để xứng đáng nghênh đón Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa duy nhất, đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại.